các cơ quan đơn vị là tuyệt đối không được ký kết mới các hợp đồng BOT nhà đất có hại cho chủ đầu tư. Chúng ta tập trung giải quyết cái này để bảo đảm và không được bảo vệ. Nghĩa là chấp nhận những việc quyền căn nguyên rất nhiều và không được để tập trung cho người ta. Đây là một cái rất là lớn làm sao là tập trung cho thương mọi các cái dự án mà không có chủ trương, nhất là các cái dự án hợp đồng cho thuê kho chứa hàng hóa trong một số bạn. Cái này hai năm bộ họ phải chỉ đạo là được, nhưng mà chưa phải như vậy đâu. Đây là vấn đề để chúng ta bảo đảm an toàn tuyệt đối cho chúng ta về du lịch. Các cái dự án này là phải giải quyết như thế nào mà chúng ta bảo đảm chúng ta có một cái chủ trương để chỉ đạo các khách nào để giải quyết vấn đề hợp lý và nó bảo đảm là phù hợp với quy luật của địa phương. Riêng vấn đề này thì đề nghị thành phố Hồ Chí Minh thì khi triển khai vấn đề này thì đề nghị là chúng ta sử dụng các cơ quan chức năng của Hồ Chí Minh để chúng ta quản lý vấn đề của chúng ta. Để làm như thế thì chúng ta đối với các cái phương án mà được phổ vào phê duyệt có những cái loại phương án là tiếp tục thực hiện cho đến hết hạn tạm. Đối với các phương án có hiệu quả đúng thủ tục quy định đúng pháp luật của nhà nước đúng quy định của địa phương đúng quy hoạch các quy định của thành phố, riêng những cái dự án này thì phải phối hợp với địa phương để làm rõ các thủ tục và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ. Thế còn đối với những điểm rất mà họ sẽ các đơn vị hiện nay đang cho thuê hợp đồng trong thời gian ngắn thì cần thế nào được thì cần cứ đủ điều kiện là cần hết hợp đồng nghĩa là chúng ta ghi nhận được cái việc là chấm dứt cái tình trạng thuê đúng cái hợp đồng như thế.